Xin chào các bạn. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái con sâu mình đã bắt được ở cái hoa hồng. Con sâu siêu ngụy trang ở clip trước ấy. Con sâu đó thì mình đã nhốt vào đây. Sau một thời gian nó đóng kén, hôm trước mình đã quay một cái video về cái đóng kén của con này. Đây. Thì hôm nay nó đã thân bướm cho các bạn, các bạn thấy không? Đây một con bướm màu xanh ở trong này. Đây mình đưa gần tới các bạn xem. Đó, một con bướm màu xanh. Đây. Đây thật là bất ngờ các bạn ạ, chỉ khoảng độ một tuần 10 ngày thôi là nó đã chuyển sang một cái dạng biến thái khác, đó là bướm từ sâu sang nhộng, bây giờ là thân bướm các bạn. Đây mình mục đích của mình quay để làm gì thì mình quay clip này để các bạn có thể quan sát trong tự nhiên á, các cái loài bướm như thế này nó đến gần với cái chậu hoa hồng của mình. Thì hãy cẩn thận đấy, nó sẽ đẻ trứng và rồi sẽ lại có những con sâu ra đời và phá hoại cái vườn. Đây đây là con bướm, cẩn cẩn mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây con bướm mình, đây nó sẽ đến gần cái hoa hồng của mình và đẻ trứng, và cái hoa hồng của mình sẽ bị tàn phá bởi những cái con sâu. Đây là con bướm đấy, cho nên khi trong tự nhiên các bạn, nếu các bạn thấy loài bướm này nó đến gần cái hoa hồng của mình, đây đây là một con bướm màu xanh, thì nữa mình sẽ mở ra để cho các bạn xem cận cận luôn. Nhưng mình vẫn sợ nó bay mất, nó bay nó lại ra cái hoa hồng của mình thì là chết luôn. Đây đây là con bướm này, đây là phần dưới của con bướm các bạn. Con bướm này có màu xanh lá cây. Đây là phần dưới của bạn, đây nó đã biến thân con bướm này chỉ trong vòng khoảng độ một tuần 10 ngày thôi. Đây nó đã biến thân bướm, hôm trước nó đã biến thân nhộng trong một cái điều kiện khó khăn, không có thức ăn được uống gì cả, nó đã hóa nhộng ngay và bây giờ đã chuyển thân bướm các bạn. Nhưng mình đã nhốt nó trong này. Đây đây là con sâu, con sâu ngay trước nó đã biến thân bướm. Đây bây giờ nếu mình thả con này ra, nó sẽ ngay lập tức đi tới các cây và đẻ trứng vào. Đẻ trứng và lại một thời gian lại nở thân sâu. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nó nhé. Mở ra để cho các bạn xem. Nó đang 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 muốn bay đây các bạn à. Đây, nó đang muốn bay đây. Đây. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé, để mình quay phía trên cho các bạn xem nhé. Các bạn nếu ở trong tự nhiên, nếu thấy những con bướm này đến gần cây của mình thì cẩn thận nhé, nó sẽ phá hết. Mà mình không thể nhìn, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thể thấy được con sâu của nó đâu, là một siêu ngụy trang luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình rất sợ nó bay mất các bạn. Đây các bạn thấy phía trên chưa? Đó. Đó, con bướm này nếu mà các bạn thấy thì hãy cẩn thận đấy nhá. Nếu các bạn có trồng hoa hồng thì hãy cẩn thận nhá. Đây là bướm này ở đây. Đây. Đây là con bướm này đã phá hoại cái vườn của mình đây. Nếu trong tự nhiên các bạn thấy những cái loài bướm như thế này hoặc tương tự như thế này thì đích thì nó là sẽ xấu, nó có thể phá hoại cái vườn bướm của vườn vườn hồng của mình đấy. Đó. Đấy. Bạn thấy rõ chưa? Đó.
Đây, nó đang 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 muốn bay đấy. Hồi tối là nó mới chỉ là nhông thôi các bạn. Nó chỉ mới hóa nhông vào sáng sớm nay, hóa bướm vào sáng sớm nay thôi các bạn ơi. Nhưng bây giờ chắc chắn nó cũng chưa chưa mình lắm đâu. Nó vẫn còn đang yếu. Đó. Con bướm này, đấy. Nó ngụy trang rất là tai tinh các bạn ạ. Khi thân sâu nó siêu là một siêu ngụy trang luôn. Đây nó lại đây là phía dưới của nó này đây thấy rõ chưa đây là phía dưới của nó này đó bây giờ nếu mà sống ra thì nó sẽ đẻ trứng ngay và cây của mình là bị phá hoại các bạn đây. Nếu trong tự nhiên các bạn thấy những con bướm này thì các bạn nhớ xua đuổi nó đi nhé hoặc là các bạn phải tìm cách quan sát cái hoa hồng của mình ngay lập tức bởi vì nó nguy cơ cây hoa hồng của bạn sẽ chín xấu rất là cao các bạn ạ. Ok thôi xin chào các bạn nhé, mình xin dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Rồi bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.